quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 22 tháng 1 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trời rét, phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.